Cháu có một câu thơ như thế này ạ. Anh đi chiến dịch Điện Biên, tóc xanh em đợi, lòng son em chờ. Hay. Bài thơ rất hay và ý nghĩa. Vậy chúng ta cùng nhau hò lỡ theo bài thơ này. Anh đi chiến dịch Điện Biên, ai đi hò lỡ, tóc xanh em đợi, ai đi hò lỡ, lòng son em chờ. Hò lỡ, hò lỡ, lắng tai nghe tiếng ai đi hò lỡ. Điện Biên đang quấy gọi, các đồng chí, bà con, hãy cùng tôi tiến thẳng lên Điện Biên. Tinh thần sục sôi, khí thế quyết tâm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ đội và dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã được các nghệ sĩ diễn viên đến từ nhà hát kịch nói quân đội khắc họa một cách rõ nét trong vở kịch nói Điện Biên Vẫy Gọi. Là một tác phẩm mới nên suốt gần 2 tháng qua, các nghệ sĩ diễn viên của nhà hát đã gấp rút ngày đêm tập luyện để vở diễn thực sự có giá trị nghệ thuật cao, kịp thời ra mắt phục vụ nhân dân và bộ đội chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Công trình nghệ thuật Điện Biên Vẫy Gọi được đầu tư rất công phu và kỹ lưỡng trên mọi phương diện, và là sự tổng lực của toàn đơn vị trong cái xây dựng chương trình công trình nghệ thuật lần này. Với một cái ekip sáng tạo, cả tác giả, đạo diễn, họa sĩ, thiết kế, âm thanh, ánh sáng cũng như là các nghệ sĩ biểu diễn đều tâm huyết, say sưa tập luyện, và có những cái thời điểm mà anh chị em nghệ sĩ và ekip sáng tạo đã làm việc ngày 3 buổi, kể cả thứ bảy chủ nhật, với một cái tinh thần, thái độ, trách nhiệm để làm sao có được một công trình nghệ thuật có chất lượng cao nhất để ra mắt kịp thời ngày kỷ niệm cũng như là phục vụ bộ đội và nhân dân trong cái dịp lễ kỷ niệm sắp tới. Và cũng mong muốn và cũng hy vọng tác phẩm sẽ ghi được cái dấu ấn trong lòng khán giả. Vở kịch nói Điện Biên Vẫy Gọi được nhà hát kịch nói quân đội đặt hàng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng thực hiện. Ekip sáng tạo đã chuyển thể kịch bản vở diễn từ bút ký về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng. Đây là một đề tài đã được Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng trăn trở và ấp ủ từ rất lâu. Bởi hình ảnh về sự khốc liệt của chiến tranh, những tấm gương sáng ngời của bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng phục vụ chiến dịch góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã là nguồn cảm hứng để ông sáng tác nên bút ký này. Từ lâu tôi đã rất muốn viết một cái vở về Điện Biên, bởi vì tôi đã chứng kiến ngay ở trong lớp tôi thì có một số các anh lớn đi dân công, thế rồi là bị bom nó thả và hy sinh. Thế thì cái cảm hứng đó khiến cho tôi là luôn suy nghĩ về cái đóng góp lớn lao của cái lực lượng dân công. Thì anh Hùng là đạo diễn có gọi tôi bảo: anh ơi, anh có cái vở nào về Điện Biên không? Thế rồi là Mai Phương, là giám đốc nhà hát kịch, cũng gọi bảo: thầy cố gắng viết một vở. Và lúc đó thì tôi bắt đầu là viết. Và tôi hứa với Lê Hùng với Mai Phương là 3 tuần, nhưng mà thực ra có 2 tuần xong vở. Đấy là cái cảm hứng. Nó nung nấu rất lâu rồi về cái đóng góp, cái sự hy sinh, và nhất là cái đẹp của những người dân công. Nói về Điện Biên Phủ thì có rất nhiều những chương trình, từ kịch, từ điện ảnh, từ sân khấu, từ ca nhạc. Ở đợt này thì tôi với anh Thắng và cùng với nhà hát kịch quân đội đã phối hợp với nhau và đưa ra một cái kịch bản mới nói về Điện Biên Phủ. Thì chúng tôi lại đưa một cái chiến công rất thầm lặng mà tạo nên, góp phần tạo nên cái chiến thắng lịch sử ấy. Đấy là những công sức, những sự hy sinh thầm lặng của những nữ dân công hỏa tuyến ở toàn miền Bắc. Thế và cái vở này đã nói lên được cái công lao của họ và chia sẻ những cái sự hy sinh vô bờ bến của những cái đoàn dân công hỏa tuyến mà mang lương thực lên Điện Biên. Cái vở này thì tôi tin là khi khán giả xem thì sẽ đồng cảm với tôi, sẽ cùng với cái nhóm tác giả là chia sẻ với những chiến công thầm lặng của các nữ dân công hỏa tuyến. Điện Biên Vẫy Gọi lấy chuyện từ chân dung của nữ dân công
Nữ Cứu Thương, Nguyễn Thị Phong Lan. Bối cảnh đầu vở kịch mở ra không gian của làng Tề, làng bị quân Pháp chiếm đóng và kiểm soát trước năm 1954, khi có các đoàn bộ đội và dân công hướng lên Điện Biên đi qua, đã được người dân và đặc biệt là các thanh niên như Vĩnh, Long và Lan giúp đỡ, dẫn đường tránh sự truy đuổi của địch. Trốn khỏi làng Tề, Long đi theo cách mạng, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng lời hẹn ước với Lan sẽ gặp và cưới nhau trên mảnh đất Điện Biên sau ngày thắng trận. Lan sau khi thu vén công việc gia đình của cả nhà mình và nhà Long cũng đã băng rừng, vượt núi, qua sông để hòa vào những đoàn dân công tiến lên Điện Biên. Gần 2 tháng, Lan lúc tham gia đoàn vận tải, khi phục vụ công tác cứu thương trong các trạm quân y, dọc dài quãng đường theo hướng Điện Biên vẫy gọi, Lan gặp, chứng kiến những con người đang ngày đêm góp sức lực, niềm tin của mình cho cuộc chiến tranh cứu nước tới ngày thắng lợi. Và Lan tưởng chừng những khát khao mong chờ sẽ đến, nhưng trước giờ toàn thắng, chị đã hy sinh khi vác trên vai một thương binh băng qua làn đạn. Có thể nói, với tài năng diễn xuất chân thực của các nghệ sĩ khi hóa thân vào những nhân vật trong vở diễn, sự đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, trau chuốt tỉ mỉ trong khâu thiết kế mỹ thuật, ekip đã tái hiện một Điện Biên Phủ nóng như chảo lửa ở những thời khắc cuối của cuộc chiến đấu, mang lại nhiều cảm xúc chân thực cho người xem. Kim Dung cảm thấy rất là may mắn và vinh dự khi mà được Đảng ủy, Ban giám đốc cũng như là Hội đồng nghệ thuật đã tin tưởng để giao vai cho Kim Dung vai diễn Phong Lan, là một nữ dân công tham gia trong chiến dịch Điện Biên. Đối với Kim Dung thì có lẽ là cái khó khăn lớn nhất khi tham gia vai diễn này đó chính là mình cố gắng làm sao để mình truyền tải được cái yếu tố chân thực nhất. Vì Kim Dung nghĩ là qua từng vai diễn, qua mỗi vở diễn thì khán giả sẽ cảm nhận được về cái tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của dân tộc, của toàn quân, toàn dân ta về cái chiến thắng Điện Biên Phủ này. Một cái vai diễn của tôi thì Long là một chàng trai ở vùng Tề, cũng như bao chàng trai khác, cũng như bao con người khác ở đất nước Việt Nam đang hướng về Điện Biên. Khi mà mình nhận được vai Long này trong vở diễn Điện Biên Vẫy Gọi, cũng là đúng là dịp để xây dựng vở diễn để kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì trong mình có cái biết ơn những anh hùng dân tộc đã hy sinh mình để giải phóng dân tộc. Cái thứ hai nữa là mình cũng rất vui mừng vì được khắc họa lại một cái hình ảnh hào hùng của dân tộc, khắc họa lại một cái hình ảnh của một người bộ đội Cụ Hồ đã không quản hy sinh để cùng đồng bào cả nước giải phóng dân tộc lúc đó. Điện Biên Vẫy Gọi đã khắc họa rõ nét ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta với những tấm gương sáng ngời của bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng phục vụ chiến dịch, đã góp phần làm nên một chiến thắng lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu. Đồng thời, tác phẩm cũng đã tôn vinh những phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, lý tưởng đánh giặc cứu nước của toàn quân, toàn dân, khát khao hòa bình và độc lập dân tộc. Vở diễn có giá trị nhân văn sâu sắc, ý nghĩa giáo dục tuyên truyền về truyền thống cách mạng, tình yêu tổ quốc, về tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân.